Hoa nhài còn được gọi là hoa lài là loài hoa gắn liền với những sự tích về tình yêu và lãng mạn. Hoa nhài không chỉ đẹp nó còn mang mùi hương thơm ngát, vậy bạn đã biết ý nghĩa của hoa nhài chưa? Cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết ý nghĩa của hoa nhài nhé. Giới thiệu về hoa nhài Jasmine, tên tiếng Việt, hoa nhài, hoa lài, tên tiếng Anh, Jasmine, tên Philippines. Sampagita, tên Indonesia, Melati Puti, tên khoa học, Jasminum Sambac, nguồn gốc, Nam và Đông Nam Á, đặc điểm của hoa nhài. Hoa nhài có chiều cao từ 0,5 đến 3 mét, thân hoa mọc rất nhiều cành dài xòa xuống mặt đất, lá bầu nhọn ở đầu. Những đường gân lá nhấp nhô như đang lượn sóng, hoa nhài thường mang màu trắng, mùi hương rất thơm. Những bông hoa nhài ngoài tác dụng trang trí còn được sử dụng để chiết xuất tinh dầu hoa nhài rất tốt cho sức khỏe. Nguồn gốc về tên gọi Jasmine, ý nghĩa của hoa nhài, hoa lài, Jasmine, tên Jasmine của hoa nhài xuất phát từ tiếng Ả Rập. Zash có nghĩa là tuyệt vọng và min có nghĩa là lời nói dối, người Hindu còn gọi hoa nhài bằng cái rất ấn tượng ánh trăng của khu rừng nhỏ. Hoa nhài là quốc hoa của Pakistan, khi cưới cô dâu chủ rể thường được đeo vòng hoa nhài trên cổ. Hoa nhài còn thường được dùng để tán dương trong các dịp quan trọng ở Philippines và Indonesia, vòng hoa nhài được đeo lên cho những người tham gia nghi lễ tôn giáo hoặc cô dâu chú rể trong lễ cưới. Tại Thái Lan chấm SOA nhài là biểu tượng của người mẹ, nó nói lên tình yêu thương, bao bọc của người mẹ dành cho con. Ở Mỹ, hoa nhài là biểu tượng cho sắc đẹp, tình yêu và sự lãng mạn, ngoài ý nghĩa đối với từng quốc gia. Cũng giống như ý nghĩa của hoa đỗ quyên mỗi màu của hoa nhài biểu thị cho một ý nghĩa khác nhau. Hoa nhài trắng, sự đáng yêu, ngây thơ, tinh khiết, hoa nhài ửng hồng, sự chia cắt, hoa nhài vàng. Sự duyên dáng tao nhã, hoa nhài vàng tươi, sự ngọt ngào của tình bạn, hoa nhài hồng, nhài Tây Ban Nha. Sự nhạy cảm, hoa nhài có nhiều màu nhưng màu trắng luôn là màu được ưa thích và phổ biến nhất. Bởi màu trắng luôn hơn các màu khác về sắc đẹp, hương thơm sự duyên dáng và vẻ đẹp tinh khiết. Sự tích của hoa nhài trắng, hoa lại chuyện từ rất lâu rồi khi các loài hoa đều có màu trắng. Có một chàng họa sĩ mang theo các màu mực đến khu rừng để tô điểm cho các loài hoa, họa sĩ nói: các loài hoa thích màu gì hãy đến gần và nói cho ta biết, lập tức các loại hoa chen lấn nhau để tới gần người họa sĩ. Hoa nhài là loài hoa gần họa sĩ nhất nó muốn khác lên mình bộ áo màu vàng như màu của bộ tóc thần mặt trời người mà nó yêu mến. Mi dám cả gan len lên trước nữ hoàng hoa hồng, họa sĩ nói và đẩy nhài sang một bên, tôi không hề len lách. Tôi đứng đây mấy năm rồi, nhài tức giận đáp, mi cần phải hiểu, ai là người có quyền được đứng đầu hàng. Mi đã sai phải chịu hình phạt, đứng cuối và muốn gì phải xin ta, ngài nhầm rồi, thưa ngài. Tôi sẽ không cầu xin ai hết, nhài đáp và vẫn đứng yên tại chỗ cũ, họa sĩ trò chuyện với các chị hoa hồng rất lâu. Các chị không chọn được màu gì cả, họ muốn tất cả các màu sắc rực rỡ bắt mắt nhất. Họ chỉ chê màu xanh bởi màu xanh trông nhạt nhòa, để không tốn màu xanh họa sĩ bèn đem vẽ hoa lưu ly và hoa sa cúc. Mặc dù hai loài hoa này yêu cầu màu đỏ thắm, họa sĩ nói rằng, các chị trông rất nhà quê nên màu xanh là màu hợp nhất. Hoa anh túc nhẹ nhàng mỉm cười với họa sĩ, họa sĩ quét thật nhiều màu lên người nó, cầm chướng phỉnh nịnh cũng được màu như ý. Họa sĩ ở khu mấy ngày, phết lên cho các loài hoa đủ loại màu sắc khác nhau, hoa ngu bàng được bôi màu xám rồi hỏi nó có hài lòng không? Nó chỉ nói, tôi biết, tất cả các màu mực có sắc rực rỡ, chàng đã gần cạn, nếu ai cũng thích rực rỡ như nữ hoàng hoa hồng thì không còn ai nhận ra được vẻ đẹp riêng của từng loài hoa nữa. Những bé băng xê bé xíu vây quanh họa sĩ và chào mời rất lịch thiệp, họa sĩ coi chúng như những đứa em gái bé bỏng. Vì thế họa sĩ đã dùng sắc màu biến chúng thành những bông hoa nho nhỏ vui nhộn, hoa bồ công anh mang đến cho họa sĩ một cốc smetana, váng sữa vì thế họa sĩ phết lên mình nó màu váng sữa hoa nhài đứng đó nhìn màu vàng được họa sĩ pha trộn để phết lên người bồ công anh màu vàng làm họa sĩ sực nhớ tới nhài loài hoa đầu tiên chàng gặp họa sĩ nói với hoa nhài thế nào cô bạn thứ màu này còn ít lắm nhưng nếu mi tỏ ra biết điều ta sẽ cho tất nhài đáp ta không cần cầu xin họa sĩ bực mình đáp thôi được nếu mi không dám nêu yêu cầu của mình thì mi hãy phục xuống đất cho dù phải chịu còng lưng nhài kiêu hãnh tôi thích óng ẹo chứ không muốn còng lưng quá tức giận họa sĩ đã chút tất cả màu vàng còn lại vào mặt nhài và hét mi là cái thá gì mà không chịu cầu xin và hạ mình vậy vĩnh viễn với mi sẽ chỉ là màu trắng vì thế hoa nhài mảnh rẻ vẫn mang những cánh trắng muốt mà chúng ta vẫn thấy ngày nay một số hình ảnh hoa hài đẹp nhất ý nghĩa của hoa nhài trắng là sự tinh khôi thuần khiết hoa nhài không chỉ đẹp nó còn tỏa ra hương thơm rất dịu dàng quyến rũ Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua ý nghĩa hoa nhài và sự tích của hoa nhài trắng rồi. Mong rằng qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về loài hoa đặc biệt này nhé. Mùi hương là một yếu tố quan trọng tạo nên hoa nhài. Mùi hương của hoa nhài thoang thoảng dễ chịu, đã khiến bao người say mê. Ngày nay, bằng công nghệ trưng cất hơi nước tiên tiến tất cả mùi hương và tinh khiết của hoa nhài đều được chắt lọc vào tinh dầu hoa nhài nguyên chất. Với giá thành hợp lý bạn có thể mang mùi hương của hoa nhài đến căn nhà bạn một cách dễ dàng.